Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Trong clip vào tối ngày 24 tháng 7 năm 2022, clip vào tối ngày hôm nay, Hoàng Gia xin gửi đến các bác một số cái chương trình cassette được thu âm sau này, tức là sau năm 1975 đấy, của những cái danh ca, ví dụ như Giao Linh 7, Giao Linh, Giao Linh 8. Đây là những cái chương trình rất là hay của Giao Linh. Giao Linh 7 là Giao Linh Cuối Nẻo Đường Tình, và Giao Linh 8 là Giao Linh Đêm Du Điệu Nhớ. Duy Khánh thì có Duy Khánh 1, Duy Khánh 4 và đôi song ca Giao Linh Tuấn Vũ. Thì đây là những cái cuốn rất là nổi tiếng rồi. Thì hôm nay Hoàng Gia xin được giới thiệu đến các bác yêu nhạc, đặc biệt là những bác nào thích nghe những dòng cassette cổ xưa, thì những cái chương trình này đó. Với cuốn này thì Hoàng Gia đang sử dụng trên một cái phôi là phôi TDK băng một nước của Nhật các nhá. Băng là 60 phút một cuốn, tức là 30 phút một mặt. Giao Linh 7 thì có những cái bài rất là hay như Ngàn Thu Vĩnh Biệt, Cùng Lá Me Bay, Mất Nhau Rồi, Sao Đổi Ngôi, Cuối Nẻo Đường Tình, Nỡ Chuyến Đò Ngang, Xin Đừng Hỏi Tôi, Xa Cuộc Tình Xưa, Phố Cũ Về Đêm, Đối Diện Người Tình. Đây là cuốn Giao Linh 7. Đấy. Với những cái cuốn này thì Hoàng Gia đang bán là 150.000. Với những cái cuốn băng 7 như với những cuốn mà 60 phút mà sử dụng những cái sợi như TDK như này thì là 150.000. Giao Linh 8 cũng dùng sợi TDK. Thì Hoàng Gia sẽ đọc cho các bác những cái list nhá. Giao Linh 8 này thì các bác có thể nhìn những cái bài hát Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm, Đêm Ru Liệu Nhớ, Tà Áo Cưới, Lòng Mẹ, Chuyện Tình Người Đan Áo, Những Đóa Mắt Hỏa Châu, Chiều Mưa Biên Giới, Tiếng Xưa, Vườn Tao Ngộ và Mùa Pan Xê. Đây là Giao Linh 8. Đấy. Có 10 bài tất cả thì là tương đương với 5 bài một mặt. Tuy nhiên thì với những cái băng 30 phút này thì nó vẫn thừa ít nhất khoảng một bài một mặt nữa. Thì Hoàng Gia có chèn thêm cho các bác cũng là Giao Linh các bác nha, nhưng Hoàng Gia sẽ không đưa vào cái list này các bác nha. Các bác lưu ý cho em. Đấy. Mỗi mặt sẽ là 6 bài, nhưng theo album là chỉ có 5 bài một mặt thôi. Thì Hoàng Gia thừa, vì thừa băng, Hoàng Gia sẽ chèn thêm cho các bác một số cái bài của Giao Linh vào đấy. Mỗi bài mỗi mặt thêm một bài nữa thì nó tương đương một 12 bài một băng. Cuốn Duy Khánh 1, Duy Khánh này sẽ có 4 chương trình tất cả. Thì Hoàng Gia đặt nó tên là Duy Khánh 1. Đây là cái cuốn Duy Khánh là Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Đây thì có những cái bài như sau. Đít 1 này, Nghĩa 1 này, hay chương trình 1 cũng thế. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê này, Ai Nhớ Chăng Ai, Áo Nhà Binh, Người Yêu và Con Chim Sâu Nhỏ, Con Đường Mang Tên Em, Song Ca Với Hương Lan này, Những Ngày Xưa Thân Ái, Thư Về Em Gái Thành Đô, Ru Ta Một Mình, Trăng Thanh Bình, Những Người Vượt Gian Khổ. Thì đây là cái cuốn Đít 1, tức là cái chương trình số 1. Các bác nhé. Đó, chương trình số 1. Chương trình số 4. Chương trình số 4 thì Hoàng Gia có đọc cái list cho bác đây. Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc, Song Ca Hương Lan, Quán Nửa Khuya, Tình Em Biển Động Sông Dài, Đưa Em Vào Hạ, Bao Giờ Quên Em, Bao Giờ Em Quên này, Tám Nẻo Đường Thành, Dã Từ Vũ Khí, Bài Hương Ca Vô Tận, 10 Năm Tái Ngộ, Bài 10 Là Mấy Nhịp Cầu Tre. Đó. Tuấn Vũ Giao Linh thì cái cuốn này thì hay rồi. Cái cuốn này là cuốn song ca. Đôi này thì song ca thì tuyệt vời rồi. Cuốn này thì rất nhiều các bác chắc chắn đã có rồi. Thì bác nào có rồi thì thôi, bỏ qua. Thì những cuốn nào các bác cần thì các bác liên hệ với Hoàng Gia Đô để lấy những cái cuốn mà các bác chưa có. Bài 1 là Mang Trọn Niềm Đau, Hoa Xứ Nhà Nàng này, rồi ngày Mai Xa Nhau, song ca Giao Linh Tuấn Vũ này, Phận Buồn, Đôi Mắt Người Xưa, Được Tình Đôi Ngả, song ca này, Nhật Thực, Mùa Xuân Lá Khô, Sầu Tím Thiệp Hồng song ca, Đêm Hỏa Châu, Lá Thư Cuối Cùng và Như Cánh Đầu Trôi. Thì đây là cái cuốn Giao Linh song ca với Tuấn Vũ, cặp song ca Giao Linh Tuấn Vũ ấy. Đó. Thì đây là cái cuốn rất là nổi tiếng rồi. Đôi Mắt Người Xưa thì đây là cái cuốn phải nói rằng là bán cực kỳ chạy luôn. Đấy, của cái đôi song ca Giao Linh Tuấn Vũ này. Thì băng thì Hoàng Gia cũng làm trên rất nhiều phôi. Thì với những cái phôi này đều là phôi tốt cả, TDK rồi là Maxen. Đấy, thì đây là cái phôi mà Hoàng Gia hay dùng nhất. TDK, Maxen cũng là hay dùng nhất các bác nhá. Băng đều là băng 60 phút vì đây là những dòng nhạc thu âm sau 75 thì sẽ sử dụng băng 60 phút, thời lượng 60 phút để ghi băng. Các bác lưu ý nhá. Còn với những băng mà thu âm trước năm 75 thì là những cái băng đó thì phải vào băng 90 phút thì mới hết chương trình được các bác nhá. Đó. Với những cái cuốn như này thì 150.000 một cuốn và giá không bao gồm tiền ship các bác nhá. Không bao gồm tiền ship, ship bưu điện. Từ 1 cuốn đến 3 năm hay 5 cuốn hay 7 cuốn thì tiền ship nó vẫn là 35.000. Nên các bác vui lòng trả cho ship. Với những bác nào lấy từ 5 7 cuốn trở lên mà gửi bưu điện ấy, thì Hoàng Gia sẽ bao ship. Còn nếu mà gửi Grab mà trong nội thành Hà Nội thì
các bác ở xa mà Grab lấy 100 ngàn thì Hoàng Gia chỉ hỗ trợ các bác một vài chục thôi. Đấy, Hoàng Gia cũng nói như thế, bởi vì nhiều các bác gọi Grab và gọi Grab mà chuyển đến hàng trăm mới hơn 100 nghìn, thì nói thật là bán cái này nó gọi là giao lưu với các bác thôi, chứ nó không phải là lời lãi quá nhiều. Đấy, nên là mà gọi Grab mà bao ship cho các bác nữa thì như thế là sẽ không còn lãi. Đó thì Hoàng Gia nói luôn. Còn nếu mà các bác gửi bưu điện mà 5 cuốn thì Hoàng Gia sẽ gửi bưu điện cho các bác. Nội thành Hà Nội thì ngày hôm nay gửi thì có thể ngày mai sẽ nhận được luôn. Còn với các tỉnh xa thì mất khoảng cùng lắm thì 1 đến 2 ngày. Với tỉnh miền trong thì 2 ngày, mà tỉnh miền Bắc thì chỉ khoảng ngày hôm nay gửi thì ngày mai các bác có thể nhận được luôn rồi các bác nhá. Đấy, bác nào đi quan tâm đến các séc băng cối, muốn thâu chương trình, muốn làm chương trình theo yêu cầu thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Giao Đô theo số điện thoại địa chỉ tấm biển này ạ, 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá bán công khai và không bao gồm tiền ship. Xin cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các chương trình tiếp theo ạ.